là bởi vì lúc nào thầy cũng cố gắng hết sức. Đã có một thời mà bóng đá thầy đá trái nào nó cũng vào góc này, là bởi vì ngày nào thầy cũng ra thầy đá 5 tiếng đồng hồ cái trái đó. Thì sau một tháng trời thì bắt buộc là mình đá trái nào nó cũng vào đó. Cái cơ thể con người nó vi diệu lắm, mình có thể huấn luyện được. Cũng như là những người ca hát những cái bài hát mà rất khó, opera cái gì đấy, người ta tập là 1.000 lần, 100.000 lần, rồi đến khi người ta xuất diễn, người ta hát đúng như thế, nó lên những cái tiếng ca rất là kỳ diệu. Tại vì người ta tập thầy như thế. Mà thầy như thế từ cái hồi thầy còn bé. Thì cái đó là một cái cá tính mà vũ trụ đã cho thầy một cách rất là tự nhiên. Nhưng mà mình có thể gọi cái đó là hiếu thắng. Nhưng đây là một cái thằng hiếu thắng mà chịu hy sinh cho sự hiếu thắng của mình, chứ không phải hiếu thắng miệng. Hiếu thắng miệng là cứ nói là mình giỏi hơn người ta. Ông, tôi không nói tôi giỏi hơn người ta. Tôi nói rằng là tôi mà mỗi một ngày đó, tôi đặt cái banh đó, tôi đá 6 tiếng đồng hồ đó, mà thì sau một tháng là tôi bắt buộc tôi phải đá, chắc chắn là tôi thành công cái trái đó.